phương hiểu mạng nghiệp củ mạng bát hai chế thế nhạc bằng từ pháp ba thủy dân gia đình ở đàng hoàng chúc lễ tạ nguyên vì Việt Nam quốc xin quan thôn yên tế xã Yên Đồng huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình trú quan số nhà C17 Dương Đạt bản xứ nhà Đào Xuân Hồng Cốc Thứ Nam Đào Xuân Hồng Phong Đào Xuân Hồng Thê Nương Tế Tử Phạm Văn Nhạ Phạm Ngọc Quý Hướng Tích Bình An Chi Khánh do vị Kim Nguyệt bản xứ tu tiết đàn duyên tiến lê triều hồ hạ quyền chiến tân môn nguyện thứ vị quan giác lâm pháp tịch triệu thỉnh chân ngôn cẩm đương chi nay chắc có thượng nay triệu thỉnh chân ngôn tuyên trương nhất tâm phụng ngân thỉnh mệnh thừa thiên đế ngũ vương ngũ đế thổ công địa chúa vạn quốc quốc tư quốc gia chức đồng địa chúa vị chất công vương kỷ sĩ quân nam phương bắc nam quân tây phương lũng tam tân quân ông đào xuân hòa quý tử quốc trực tam hồn thất bách tam hồn bản kia chân linh giám minh hồn cốt đối tạng hồn ở hai cốt tiếp chân vào hồn dục nhập âm trung thoát hóa triều trình cung thể đối tạng hai cốt tự tại dương đàn tiếp chân vong hồn chân linh hiển khả quy công nam thành bản xá ông đào xuân hoa quý tử quốc trực nhập hồn cốt Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha.
Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Đúng một ngày khăng tang sầu heo hắt.
bình thân phục về. Tham hồn âm giả chân linh hiển khảo quý công, nát thành bản giá ông đạo xuân hoa quý tự khúc đực. Tam hồn khắp bách chất bách, tam hồn bản vía chân linh, tham cư dương đăng giảm ứng nô nhang bài. Thank you.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan đoàn thể, cùng toàn thể và mọi người sống, bạn bè gần xa, đến sự kết hợp đặt có mặt tại đây. Kính thưa gia đình nhà mình và bạn bè và cô lũ đạo xuân hòa, kính thưa toàn thể các đồng chí, cùng đạo xuân hòa sinh năm 1934, nguyên quán thôn Yên Thế, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thường trú tại A17, Yên Sơn Đàm, tổ 4, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sau một thời gian lâu đời, ban giám đốc toàn thể các giáo sư bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành viên quân y 103, tất cả các bệnh nhân dưỡng, gia đình, con, cháu, chăm, hết lòng chăm sóc, từ bà con hàng xóm, bạn bè, hỏi thăm động viên như cao tuổi cao, sức khỏe ổn định, bệnh trọng. Cùng các phương tiện cuối cùng, quý vị tất cả người dân và chúng ta hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại nhà thờ thành viên quân y 103 của Quốc phòng trong những thiết bị của hạng bằng tổ chức đoàn cán bộ nhân viên đại đoàn lễ bệnh viện quân y 103 cùng gia đình bạn bè khán giả cố gắng phục vụ long trọng tổ chức lễ đặt cụ già xuất hòa và tiễn đưa cụ già xuất hòa về thăm an nghỉ cuối cùng. Theo quy định của chính quyền địa phương, gia đình thực hiện lễ đặt cụ già xuất hòa theo phong tục địa phương và thành lập ban tổ chức lễ đặt của các ông bà có liên sau: một, ông Nguyễn Thế Sư, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, trưởng ban. 2. Ông Phạm Văn Thương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Thái Điền, thôn Yên Thế, xã Yên Đồng, có bàn. 3. Ông Phạm Trọng Giáp, trưởng xóm Thái Điền, thôn Yên Thế, xã Yên Đồng, ủy viên. 4. Ông Đào Xuân Nhi, đại diện gia đình họ Đào, ủy viên. 5. Ông Phạm Văn Lý, đại diện gia đình đảng viên, ủy viên. Ban liên lạc khu vực giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây, ban tổ chức liên lạc xin thông báo chương trình diễn đàn cụ già xuân hòa gồm 3 phần. Phần 1, lễ viếng từ 8:45 đến 9:45. Phần 2, lễ truy điệu từ 9:45 đến 10:00. Phần 3, lễ liên lạc bắt đầu từ 10:45 an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Yên Thế, xã Yên Đồng, huyện Kim Môn, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt ban tổ chức liên lạc, tôi xin tuyên bố lễ viếng cụ già xuân hòa xin được bắt đầu. Vô cùng thân thiết cụ già xuân hòa, ban tổ chức liên lạc xin trân trọng giới thiệu và kính mời toàn gia đình đoàn viên và thân nhân và đoàn tiếp viên. Thank you.
mục thượng thư cùng đạo sơn hòa và tổ chức liên lạc xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin mời ngồi qua giao tiếp cho cơ sở cơ đơn của chủ nghĩa. Sau khi tham gia là lễ tiền, xin kính mời quý vị qua phòng khách uống nước và chia buồn cùng tham quyền. Thay mặt
Vô cùng thương tiếc
cùng nhau. Đồng chí, đồng
thưởng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba, huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và nhiều giấy khen bằng khen xa cấp. Nhưng cái lớn nhất để lại là tấm gương về lòng trung thực, tình khiêm tốn, lao động, tình yêu thương đồng chí đồng đội và bạn bè, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó kể mình dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Những đồng nghiệp bạn bè ngày nay cũng nhớ kể về những chuyện dám nghĩ dám làm, khắc phục khó khăn gian khó trong những ngày xây dựng quê hương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, lớp lớp cán bộ đến giờ vẫn nhớ lời truyền cho nhau nghe. Nhiều chuyện cảm động về người chủ tịch xã liên kết thương dân sát với nhân dân, cùng họ tháo gỡ khó khăn trong những tháng ngày cuộc sống thời bao cấp. Trong cuộc sống gia đình, xin kính mời ông Đào Xuân Nhi đại diện.
Lại lắng vì như biển
bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con ca vũ thái sơn bao tầng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Nhân dân, đồng chí Đào Xuân Hòa sinh năm 1934, nguyên là hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, đã từ trần vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm 2022, hưởng thọ 88 tuổi. Hôm nay Ban công tác Mặt trận xóm Thái Bình, chi hội Cựu chiến binh xóm Thái Bình tổ chức đón tang lễ cho đồng chí Đào Xuân Hòa theo nghi thức truyền thống của quê hương và nghi thức của Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình. Xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, bà con nhân dân đứng nghiêm trang để đón linh cữu đồng chí. Xin trân trọng kính mời.
Thôi đi đi ba ơi, đi. Ôi giời, cái cô này. Nào hơn ơn cha
như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Cơ quan ban ngành đã dành thời gian quý báu về tiễn đưa cụ ông chú chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây xin được thay lời cho gia quyến, tang quyến và dòng họ xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, bạn bè thân bằng cố hữu đôi bên về đại gia đình tang quyến để uống nước. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình tôi có điều gì xin được lượng thứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.